Không? Đây là một cái các bạn. Này nó xạo nó cấp 2 cái mặt nó nè, nó mồ hôi mồ hám không. Con nhỏ này cấp 1. À cấp 1 còn phân bơ rồi không? Nhỏ này cấp 4 nè, nó có lên nhỏ chai nhỏ xíu vậy đó. Con nhỏ này cấp 7 nè. Đó, rồi không? Cấp 7 ba chắc kìa. Chắc kìa. Anh em nào có ăn thì đến quán khôi nè, nó trà sữa. Trà mì cay. Dạ. Hee hee hee.
Nước không mà nấu nữa. Trong màn hình mà mấy ông chụp lại nó ăn mì cay khóc rồi. Trời khóc hả? Ăn nhiều mì thế. Một bánh mà mấy mốt một bánh đưa lên hình một bánh đưa lên nói là